thân thần bé nhỏ của chi đội Trần Quốc Toản của đơn vị Minh Hải rất nhiều, một bài hát cũng như là cái làn điệu rất chi là uyển chuyển. Và kính thưa tất cả quý vị thân mến, và sau đây chúng ta lại đến với một làn điệu nữa của các đồng chí đoàn viên thanh niên. Và các đồng chí đoàn viên thanh niên này đến đâu ạ? Đó là các đồng chí đoàn viên thanh niên của chi đoàn thôn Minh Thanh với bài hát múa Việt Nam Gấm Hoa. Và sau chi đoàn thôn Minh Thanh, chúng ta sẽ đến với tiết mục múa hát của chi đội Nguyễn Viết Xuân của đơn vị thôn làng Minh Phú Thành ạ. Xin mời đơn vị thôn Minh Thanh. Sau đơn vị Nguyễn Viết Xuân là tiết mục của đoàn thanh niên của đơn vị Minh Thịnh.
Tuyệt vời. Vâng, cảm ơn các nam nữ diễn viên của chi đoàn thanh niên thôn Minh Thanh rất nhiều đã có một bài hát về quê hương Việt Nam mến yêu. Xin chân thành cảm ơn một lần nữa rất nhiều. Và chúng ta xứng đáng nhận được một tràng pháo tay từ quý vị ạ. Chân thành cảm ơn. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, lỗi một chút do chúng tôi. Chúng tôi nhận lỗi và xin được cảm ơn đơn vị Lê Đình Trinh đã thông tin kịp thời và ban tổ chức cũng đã thông tin kịp thời. Đó là đơn vị Lê Đình Trinh là đơn vị thứ 12. Tuy nhiên là ban tổ chức do tôi là người dẫn chương trình, chúng tôi gặp nhầm là đơn vị Lê Đình Trinh mất rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một tiết mục của chi đội Lê Đình Trinh của đơn vị Minh Thắng. Vâng, xin chân thành cảm ơn chi đội Lê Đình Trinh đã nắn lại và thông tin lại cho ban tổ chức rất chi là kịp thời. Cảm ơn chi đội Lê Đình Trinh rất nhiều. Và quý vị, chúng ta hãy cho chi đội Lê Đình Trinh một tràng pháo tay thật đồng nhiệt ạ. Xin chân thành cảm ơn và xin mời các em.
còn sáng lên đêm lướt qua. Hè về chiều nắng sáng hoa phượng nở tươi. Hè về cùng em tiếng ca tràn hòa. Vâng, xin chân thành cảm ơn các em của chi đội Lê Đình Chính rất nhiều. Vâng, kính thưa tất cả quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một không khí rất vui nhộn và một tập thể rất chi là đoàn kết và chúng ta đã được chứng kiến. Và từ đầu đến giờ thì tất cả các đơn vị đã mang đến cho chúng ta một giá trị nghệ thuật rất cao. Và cảm ơn các đơn vị. Và sau đây chúng ta sẽ đến với các đội nam nữ diễn viên của đoàn thanh niên thôn Minh Thịnh với bài hát múa Hào khí dân tộc Việt. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Sau bài hát múa của đơn vị Minh Thịnh là bài hát múa của chi đội Nguyễn Viết Xuân của đơn vị thôn Phú Thành. Đây, chuẩn bị đây. Nóng ngửa đây ơi.